Đồ bộ đồ đâu phải tiền hả chị? Mình chứ nó ăn tâm lại gì hả chị? Ờ chị. Nó điện nó nói chuyện với chồng em, nó nói là anh trai của chị hẹn chồng em có lộn rồi sao? Chị đó chị đâu biết. Chị không biết. Chị nhắn tin với thằng Nhâm chị nói là thằng đó là thằng bạn của chị, thằng của chị đúng không? Chị thà là chị không có nói như vậy. Có trong tin nhắn em coi đâu. Không có nói. Có thằng Nhâm nó đưa máy cho em coi. Ừ, chị không có nói, chị không nói, chị thấy cười, chị không có nói như vậy. Giờ ta sẽ một lần em cảnh cáo chị đủ mang tội qua lại chồng em nó mà sao chị chấm lại lần nữa. Chị không có được quyền nói. Không có được quyền nói, em mới là người nói nè, tại em kẹt cái bụng bầu nó không xuất tiền chị thôi. Chị nhắn tin sao chị nói làm sao. Em ghét tin nhắn mà chị nói là em là bulo bula cái miệng nó đắt làm gì chị có tin làm chị không? Chú em chồng người ta, người ta cảnh cáo về một lần rồi. Thì dám qua lại người ta hai ba lần là lần thứ bốn, lần thứ năm chị kêu nhắn lấy tiền là tiền gì? Thì cái chuyện tiền bạc vợ chồng giữ thì chuyện của nó, chuyện của em với nó đúng không? Chị lấy cái quyền gì mà chị kêu người ta lấy tiền của vợ người ta, chị có ý đồ gì? Chị muốn em nói luôn, ví dụ mình chị đi phân tiếp chị bị gì bây giờ chị muốn em nói không? Em gặp chị trước đi, em mới đi vô chung trường chị gặp chị. Em nói gì đó giờ sao em không biết, bạn chị nó nói gì sao đi phân tiếp thì sao có bộ 3 tháng nữa rồi về phát. Cái chuyện đó em không biết, đúng không? Có em có là chuyện của chị, còn cái chuyện mà chị quen chị qua lại với chồng em nào. Em từ xuống tới nhà chị rồi. Em tưởng đâu là một lần chị nói chị không qua lại nó, em cũng bỏ qua cho chị chứ ai vậy đâu chị. Chị nhắn tin cho chồng em, chị nhắn tin qua lại thì kia cho nó cũng 4-5 lần chứ. Ta chị em quen. Chị quen nó nghĩa gì á? Nó đâu có tiền đâu chị quen nó. Nó đâu có tiền đâu chị quen nó. Chị quen gì cái gì? Ủa bây giờ đồ của nó chị quăng nó đâu chị đi lượm lại cho em. Đồ đó là tiền em xức ra em bỏ ra em mua cho chồng em mặc chứ phải chị muốn giục là giục. Thì chị quăng đâu? Giờ xong rồi đó em nói, tao cho chị nói. Đó em nói gì giờ tới em hỏi chị đó. Rồi chồng em chỗ đâu? Không biết đâu anh vậy. Em đây làm gì? Chị muốn em làm gì? Muốn đây làm gì? Rồi chị muốn em làm gì? Bây giờ đồ chồng đâu? Rồi đồ chồng em đâu? Ủa lần nãy chị nói chị dục một người sắc sượt dữ không trời? Thì chị xin lỗi em đi, bây giờ chị xin lỗi em đi, chị nói chuyện sao cho em nghe được, chị nói chị đã xin lỗi phương nhiều. Nè, chị nhắn tin bây giờ em chữ chị em xin lỗi thì chị chịu phải không? Chị nhắn tin Zalo mà nhắn tin cho người ta xin lỗi người ta bằng cái tay, có miệng chị đâu có thành tâm đâu vậy? Điện thoại chị cũng khóa luôn rồi, có điện được. Chị làm quá thì chị làm sao? Trời, chị làm quá chị quen chồng ta không làm quá, em chưa hết chị làm ai rồi đó chị? Nói thẳng chị biết gì đó. Chị tin là mặt chị không? Chị tin không? Chị đừng nói chuyện cái tư cách đó với em, nói thiệt với chị. Chị nói em sao không dám làm gì chị hả? Bị bu bô hả? Dạ, người ta quen đúng. Chồng em ha. Người ta biết em chồng em có gia đình, người ta bỏ liền chứ người ta không mặc giày như chị. Dạ, chị quen với đằng gì giờ làm gì hả? Chị quen nói chuyện gì không? Chị quen nói chị được cái gì không? Trong khi đó vợ con ta bầu bì, ví dụ chị có chồng đi, chồng chị đi gì chị chịu không? Sao người chị sống thắt nứt dữ vậy? Đồ chị đẹp mà chị đóng xấu rồi chị. Bây giờ chị đem đồ của anh Nhân ra, hôm nay mình chỉ lại nói chuyện với chị thôi, chứ không có gì hết. Mà mong là chị kết thúc cái chuyện này. Nó đứng ngoài đầu đường ngoài á, nó đâu dám vô, đứng ngoài đầu đường ngoài á. Nói chị biết vậy đó. Chồng em ăn hành với chị mà nó dẫn tới chỗ rồi, chị biết chồng em nó ra làm sao rồi. Chị khổ gật đầu. Đáng như chồng em cũng nặng quá cái mặt chị đó. Để chị đem đồ của anh Nhân ra đi.
chừng mới được con cái. Chán coi chừng mới được con cái. Mới được con cái rồi. Đổi cho em chú này. Đổi cho cô nó lại gì. Chị đổi em coi nó lại gì. Chị đổi cho em coi em nó lại gì. Ủa quan còn thiếu cái áo mà. Trời, em chưa thấy người nào đi quýnh ghen lịch sự ghê chứ. Biết sao không? Mẹ đút cho con. Chứ là hạng này hả? Trời ơi. Trời ơi, vô mà nói chuyện thì xe này ra tao chửi cái đồ mà. Chú quản lý qua tình gì vậy? Chú quản lý qua tình gì? Tình Hiếu. Kìa, chú vô kìa. Nếu mà cho con xin hỏi luôn nhắc tôi dựng chính xác ra đây là con chủ. Con chủ hả? Con chủ nhà trọ con. Con hai người làm việc đi, mình phải về. Chị đổ chị coi cho em coi nữa là cái gì. Nó nói mình tùm lum đồ hết trơn. Em biết thì không nói là cái gì nữa. Tài cáo hai cái quần. Bây giờ chị đổ ra đi trong đó là cái gì cho em coi. Không rồi. Chị chúc mẹ lên đây cho mình nhắn lành lịch sử. Chị ngồi lịch sử quá à. Chúc ra gì nè. Nó nói còn quần nhỏ quần gì nữa mà. Nói rồi, bây giờ có nhiêu đó à. Nó còn mấy cái quần nhỏ nữa mà. Nó có. Nó nói có rồi thì một tiếng mẹ nó ghét ở đâu đó chứ. Bây giờ em hỏi chị nào chị quen cái gì cái gì chị nói xong đi nói chuyện rõ ràng với em đây tại vì chị nhắn tin Zalo với em không mà em tức quá. Chị không quen cái gì gì là chị quen chị chứ không chịu thương chị quen vậy thôi hả? Dạ có hai lần. Dạ hai lần. Mất chị nghĩ làm sao? Mất chị nghĩ làm sao? Mất chị nghĩ làm sao? Mình sợ chị phải không? Rồi sao? Sao tiếp tục quen chồng em nữa làm sao? Chị nói chuyện người ta đàng hoàng và điện thoại đi chị. Chị có chuyện nghe lại không? Bây giờ lần thứ nhất anh cảnh cáo chị em không cho chị qua lại với chồng em nữa. Chị hứa quá trời hứa luôn mà lần thứ hai. Cái tin nhắn chị chửi mà con quỷ đó chị chửi em chửi sao? Cái đầu con quỷ chị chửi em vậy. Rồi chị nói em chửi chị sẽ nhục chị vậy là lúc đó mà. Chị giật chồng người ta vậy đó đúng không? Trong khi chị giật vợ con người ta đừng tùm này đời. Em đang mang bầu vậy là hạnh vậy nè. Mà em hai chị bốn năm lần luôn em chỉ nói thôi em đâu làm gì chị đâu. Em nói chuyện nhỏ nhẹ với chị đó mà. Chị nói em lên Zalo lén vén rồi trời ơi gì vậy, tìm gặp chị một ngày 15, 18, 20, 30 lần. Giờ sao? Chị không quen cái gì cái gì luôn không chị quen. Trong khi biết bao nhiêu người chị không quen, đè cái người mình sẽ không gia đồng chị đi quen. Hay là chị ghét em thì là mỏ ghét. Không, chị ghét em là mỏ ghét cô. Chị đi không chị quen nó không có gì hết trơn nhã quen mời chị nước uống nha. Chị quen được gì không không thì tự nhiên đi vòng chị Trang mà có cái hũ dưới cái hũ dưới lấy hơi lấy gót dễ hơn à cái chén cái hũ đó trước mặt đó vòng chị Trang mà. Hôm đó chị chốt là không tiêu không thấy chị đâu về phòng chị đâu có hả không có về phòng thế bạn chưa kiếm được hơn lúc chị tiêu quần có về phòng đó đi là tới 11, 12 giờ là về. Ủa tâm sự nha đi chào.
chị đó không qua lại với anh nhỏ, chị xin lỗi em. Bây giờ mới không qua lại thôi hả? Từ bữa có chị nói với Cưng là chị không qua lại, nó tới bây giờ đó. Dùm dùm cái mặt của nó. Cái bữa nó không qua lại nữa, sao chị vẫn nhắn Cưng với Nhan, chị gửi lên nhắn Cưng Nhan coi làm sao. Nói giờ không là chị nói với Nhan quen không quen rồi thôi, sao tự la tự nhiên gì làm diễn viên nói chị nhục mạ chị hả? Có không? Cái bữa mà Cưng cảnh cáo chị là chị đã nhắn tin với Nhan rồi. Chị đã xin lỗi Cưng. Cùng với tin nhắn nè, xem như một cuộc tin tức chị này chưa có. Một cuộc tin tức không quay rồi, chào Nhan tìm chị.